Ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại Ninh Bình, Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động GENCOBA năm 2023 với sự tham gia của 14 đơn vị tranh tài ở 66 tiết mục. Với chủ đề Khát vọng vươn xa, công ty EPS tham dự hội thi với 5 tiết mục. Đơn ca Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh, tiết mục đoạt giải khuyến khích. Tam ca Đường lên phía trước, tiết mục đoạt giải 3. Múa độc lập Nguồn sáng tương lai, tiết mục đạt giải 3. Ca múa Non sông cấm vóc, hợp ca Mashup EVN GENCOBA vươn xa, tự hào EPS. Kết quả, EPS đã xuất sắc đạt giải 3 toàn đoàn. Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Tổng Công ty Phát điện 3, được tổ chức 2 năm một lần nhằm mục đích chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, xây dựng một mái nhà chung GENCOBA vì sự phát triển bền vững.